Chào các bạn, tôi là Ellie. Hôm nay là ngày thực sự đặc biệt bởi vì tôi sẽ xem xét một cơ sở khá thú vị, thắng trò chơi mà các bạn. Tôi nghĩ các bạn cần chú ý đến là Jack và Ka. Nếu các bạn quen thuộc với dự án này, tìm hiểu về nó bằng cách xem video của tôi trên kênh này, tôi đã phân tích điều tuyệt vời ở đó. Vì vậy các bạn nên kiểm tra nó. Và hôm nay tôi sẽ thử nghiệm trò chơi The Dragon Card đã ra ngoài cuối cùng vài tháng, nhận được rất nhiều sự quan tâm. Vì vậy ngay bây giờ tôi đang ở trang web The Dragon Card. Bạn có thể nhấp vào chơi trò chơi ngay tại đây. Và bạn thực sự có thể chơi nó trên nhiều nền tảng. Trên trình duyệt Windows Mac AC tôi sẽ nhấp vào trình duyệt, bởi vì tôi đang sử dụng máy tính xách tay của mình ngay bây giờ. Vì vậy hãy đi đến máy tính xách tay. Vì vậy để chơi trò chơi, bạn sẽ cần phải đăng ký một tài khoản, đăng ký và kết nối với ví của bạn. Vì vậy hãy để tôi đăng nhập vào tài khoản của mình. Và bây giờ chúng tôi ở sảnh chính. Vậy thì sao? Các bạn nên biết là trò chơi này hoàn toàn miễn phí để chơi. Vì thế bạn không cần phải có NPC để chơi trò chơi, nhưng bạn sẽ cần phải có ít nhất một ký tự NP và một chiếc xe NP để tham gia B2E và hoặc trong trò chơi. Vì vậy bạn có thể đi đến thị trường ngay tại đây để mua một số thực thể kết nối với ví của bạn. Vâng, chúng tôi có những kẻ bắt giữ. Những chiếc xe nó thực sự rẻ ngay bây giờ. Những chiếc xe. Vũ khí, vâng, cũng là vũ khí. Bởi vì nó thực sự hữu ích trong các trận chiến. Vì vậy hãy chuyển sang đúng một trò chơi. Tôi chưa có bất kỳ trống nào, vì vậy tôi sẽ cố gắng luyện tập hầu hết. Và bạn có thể thay đổi những khó khăn ở đây, vì vậy có một số dễ dàng. Vâng, khá tệ trong trò chơi đua xe này. Vâng, chế độ luyện tập. Chọn bản đồ như Atlantis, vâng tôi thích xem. Nhân vật. Và bây giờ chúng ta hãy nhảy ngay vào trò chơi. Đi nào. Trông khá tuyệt vời phải không? Kiểu này trông giống như Zit thật tuyệt. Những trò chơi tôi từng chơi khi còn nhỏ. Nắm chặt. Xem trò chơi mà Saber ra cân là IA. Khá thú vị. Bởi vì không có nhiều trò chơi dựa trên những trò chơi thực sự thú vị như thế này. Bởi vì có một số. Thực sự bởi vì hầu hết các trò chơi như ngay tại đây, họ không tập trung vào giải trí. Nó chỉ tập trung vào thu nhập. Thích nhất để kiếm trò chơi hoặc một số thứ vớ vẩn. Vâng, vì vậy trò chơi này thực sự là đạt được kỳ vọng của tôi về một trò chơi thực sự thú vị. Hãy bắt đầu bài phát biểu này, vâng. Có tối nay tôi có một số cánh diều. Vâng, tôi luôn nhảy. À, cái thứ 8 nên tôi sẽ phát lại cái này. Tôi chắc chắn phải trả lại cái này. Tôi phải là người đứng đầu. Đợi tôi nhé các bạn. Tôi cần UO. Ồ, chúng tôi có. Mặt hàng nào ngay bây giờ? Vậy không? Tung một cái quá nhanh.
xé để tăng sự dễ dàng. Ồ được rồi, tôi lọt vào top 5. Không thực sự tệ đúng không? Ồ cho. Đó chỉ là lối chơi cơ bản của Berserkanka là bạn sẽ không cần bất cứ thứ gì và tôi nghĩ nó khá dễ dàng dành cho người mới muốn tham gia trò chơi. Và vâng, bạn thực sự muốn kiếm được trò chơi này. Bạn, tôi sẽ cần mua một số thực thể để tham gia vào việc này. Hoặc có thể chỉ cần tham gia trò chơi và thực hành với điều này. Nếu bạn thích điều này, bạn có thể muốn mua một số thực thể và kiếm được nó. Tôi chỉ chơi cho vui ngay bây giờ. Vì thế, nếu các bạn thích video này và thấy nó thực sự hữu ích, đừng quên nhấn nút thích và đăng ký để bắt kịp với tôi các tập hàng tuần. Tôi là Ellie và hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo. Tạm biệt!